Và đây là món Gin Gin Mule. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack In Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mang tên là Gin Gin Mule. Món này là một món modern classic cocktail được tạo ra bởi Audrey Saunders ở Pegu Club vào năm 2000. Và món này là sự kết hợp giữa Moscow Mule và Mojito, là hai món cocktail mà mình đã hướng dẫn cho các bạn trước đó rồi ha. Và nó là sự kết hợp giữa rượu gin, đá húng lủi, chanh, rồi Ginger Beer. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu pha rồi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Về thành phần của món này thì như mình đã nói thì nó sẽ có rượu gin là rượu chủ đạo, và các bạn có thể xài bất kỳ chai rượu gin nào cũng được ha. Tiếp theo là mình sẽ cần một ít chanh nha, chanh xanh, một ít húng lủi, lá bạc hà đó, mint là lá húng lủi đó. Ở Việt Nam mình thì mình hay phân biệt giữa húng lủi và lá bạc hà, nhưng mà nếu mà đúng theo cái chữ mint và cách người ta xài thì nó là lá húng lủi. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ cần một lon ginger beer. Nếu mà các bạn không có ginger beer, thật ra ginger beer nó gọi là alcoholic drink, nó là bia gừng, còn ginger ale thì nó sẽ khác một xíu, hoặc là Bundaberg nó cũng có ginger beer nhưng mà thật ra nó không có nồng độ cồn thì nó cũng không đúng lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng để pha món Moscow Mule hoặc là món này á, thì một là các bạn có thể sử dụng cái lon của Bundaberg là ginger beer non-alcoholic là không có cồn, hoặc là các bạn có thể sử dụng dry ginger ale của hãng này cũng được. Nó vẫn có thể add thêm cái mùi gừng vô trong cái món cocktail này. Nói chung là nó chỉ là một cái phần thay thế thôi. Nó cũng giống như kiểu Moscow Mule vậy. Moscow Mule nó cũng là vodka và ginger beer, thì cái này cũng vậy thôi. Các bạn có thể thật ra là có thể thay thế nhưng mà nó không phải là chính xác lắm. Ok, thì mình sẽ sử dụng ginger ale cho ngày hôm nay nha. Ok, bắt đầu pha thôi. Món này thì mình sẽ làm cho một cái ly như thế này nha. Rồi, giống như Mojito, các bạn còn nhớ Mojito không? Thì mình sẽ lấy lá húng lủi, a handful of mint. Lá húng lủi nè, mình đập. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ vào ly. Rồi, tiếp theo là một nửa trái chanh, mình sẽ cắt làm tư ra, sau đó mình văng vô ly vô luôn nha. Mình quăng vô ly luôn. Rồi, mình sẽ dầm nhẹ nó ra. Dầm nhẹ thôi, đừng để cho nó bị nát cái lá ra. Rồi, sau đó mình sẽ cho 45 ml của rượu gin vô. Rồi, tiếp theo là khoảng 15 ml của lime juice. Mình xài 15, đúng ra nó là 20 nhưng mà mình đã có ở trong này một ít rồi. Sau đó là khoảng 10 ml của sugar syrup. Rồi, mình thử lên một xíu nha, mình thử lên. Hơi chua. Rồi, mình sẽ cân bằng hơi chua một xíu, tại vì lát nữa ginger ale nó sẽ làm cho cái món cocktail này nó ngon ngọt lại. Ok, giờ. Rồi, bỏ đá vô nha, bỏ đá vô. Cho ginger ale vô. Rồi, mình khuấy cho nó bay mấy cái lá húng lưỡi lên. Giống như cách làm của Mojito luôn. Trong video là Mojito thì mình hướng dẫn cho các bạn hơi shake nhẹ đúng không? Còn thông thường thì người ta sẽ làm theo cách này, tức là người ta sẽ làm trực tiếp trong ly luôn. Giòn, ngon. Rồi, cho thêm đá vô nha. Rồi, và mình sẽ trang trí với lại lá húng lủi. Mình sẽ lấy nhiều cái lá húng lủi vô nha. Đó, đây, nhiều cái. Giờ mình tẩm nhiều cái lại nhau. Rồi, mình hay thấy bartender nè, cầm ở dưới góc này đúng không? Xong người ta sẽ vỗ vào tay. Để làm gì? Để cho cái mùi của nó tỏa ra. Rồi, ăn vô trong ly. Rồi, hãy cho đây một lá chanh nữa để trang trí. Ăn lên hết cho ly đây luôn. Rồi, Và đây là món Gin Gin Mule. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử đó nha. Rồi. Trời, cái mùi không luôn. Thơm cực kỳ luôn. Cái mùi gin nó các bạn tưởng tượng nó giống như là một Mojito vậy á. Nó đúng ra là nó giống như Moscow Mule, nhưng mà nó là thêm rượu gin vô, và nó rất là thơm. Cái mùi rượu gin mình chưa không, thật ra là hồi trước là có món cocktail đi gin với lại đi với men rồi, nhưng mà đi với ginger thì chưa. Và gin và ginger ale đi với nhau hợp nha, và món này khá là ngon, kiểu nó rất là refreshing luôn. Thơm ngon. Nếu với bạn nào mà quá quen với Mojito rồi và muốn đổi một cái món khác, Gin Gin Mule là một cái option nha. Và đây là món Gin Gin Mule. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Nhớ nhấn like, share và subscribe kênh của mình để theo dõi chuỗi hành trình mình đang làm nha. Và những bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description, tham gia vào nhóm uống có trải nghiệm trên Facebook để trao đổi nhiều hơn về pha chế tại nhà. Và follow mình on TikTok, Jack In Channel luôn. Jack In Bartender. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.